Vẫn ở khu nhà trọ. Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy. Tại sao cô phản bội tôi? Đào Hoa, tại sao cô đi lén phén với thằng Thắng? Tại sao? Anh ơi, anh đi kiếm thằng Thắng về cho em đi. Nếu mà không có anh Thắng, em chết mất, em chết mất anh ơi. Bỏ đi. Tôi chưa thấy cái lời đề nghị nào mà nó khiếm nhẹ như vậy. Tôi là chồng cô, vậy mà cô còn bắt tôi đi kiếm thằng người tình cho cô nữa. Trơ trẽn. Ủa, ai là người tình của em vậy anh? Thằng Thắng với thằng Niêu. Nó bỏ cô đi, giờ cô buồn cô khóc đúng không? Bây giờ mày làm sao? Hả? Bây giờ tao hỏi là mày có trả cho tao 20 triệu hay không? Tao. Cái gì? Ngu ngu của tao hả? Cái gì vậy? Cái gì hả mày? Hả mày? Trời ơi, hả? Giờ có trả không? Trời ơi, chú ơi. Chú ơi hả mày? À, đây chuyện đâu cùng đó. Chưa có máu. Mày hả mày? Trời ơi, mày? Hả? Nè! Mày vô quán người ta mày quẩy gì mày hả? Mày giang hồ. Giang hồ đâu ra vậy mày? Ông già. Nãy giờ tôi không quýnh ông là tôi sợ ông chết nghe chưa? Ông già hả mày hả hả hả? Tao ghét ai kêu tao ông già đó nha gì? Mày. Quýnh hả? Quýnh nè, quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi, quýnh, 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 quýnh. Khoan, 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 nhức đầu rồi. Nhức đầu rồi. Nha, mày liệu hồn mày nha. Tại bây giờ có ổng á nên tao tha cho mày đó. Nhớ chưa mày? Ngày mai tao qua mà không có tiền trả cho tao á là coi chừng cái mạng của mày đó. Ăn dọa hả mày? Trời đất ơi. Dạ hả? Tôi mới vừa thấy ông bên đây mà. Tao bay qua đây đó, tao là Spiderman. Nhớ nghe cho mày. Hả mày, mày hả? Biến chưa mày? Biến đi. Gặp tao là chết rồi. Ê ê ê, quay trở lại mày. Bung giờ anh kéo nó lại. Hay quá hả? Ê, tao làm chơi mà mày cũng ve lại thiệt hả? Tôi tưởng ông kia tôi vô là trả tiền cho nó. Qua đi về đi. Trả hả mày? Nhớ nha mày. Đó đó đó. Vô quán người ta quậy quọ. Cái gì vậy? Cái gì mà nghe rần 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 vậy? Ủa, chú hai, sao lớn rồi mà còn chơi dại quá vậy? Leo lên ghế vậy lắc té lõi đầu á. À, giờ tao nghịch ngợm vậy mới cứu được chồng mày á. Đúng đó, chú hai nhìn lùng lùng vậy chứ là anh hùng đó. Wow. Chồng của mày á mượn tiền giang hồ mấy chục triệu nó lại nó đòi không trả, nó đập cái mặt như cái mền kìa. Trời đất ơi, coi người ta đi. À, trời đất ơi, thiệt tình á. Con anh ơi, anh có sao không anh? Trời ơi, tụi nó đập anh ở đâu? Tụi nó đánh anh ở đâu? Trời ơi. Mày bẻ tay vậy nó mới gãy tay á. Con ngu. Con xin lỗi. Đây em coi coi. Cho chùa đi. Cá độ đá banh nữa đúng không? Ừ. Để người ta tới người ta đòi nợ đây nè. Trời. Chú hai không có biết đâu. Tại vì con vợ con nó ở nhà nó then, nó không có tiền cho người ta cho người ta mượn. Cho nên là con mới phải đi cá độ đá banh để con lấy tiền về cho vợ con cho người ta mượn. Ké đủ đế mình, ké đủ. Đào quê, đào, đánh phải đào chứ. Mày nghĩ đi, có ai bao giờ mà ké đủ mà thắng không, hả mày? Mà tôi cũng chưa bao giờ thấy một cái gia đình lạ như gia đình anh á. Chồng thì đi cá độ, đem tiền về cho vợ cho vay nặng lãi. Trời đất ơi. Cái gì mà vay nặng lãi, làm gì có lãi. Có lãi ăn cũng được. Ôi trời ơi, mày đòi ăn uống nữa hả mày? Không phải, lừa lãi. À, nói cho rõ ràng đi. Dạ, con vợ con nó kỳ lắm chú. Sao? Anh ơi. Tại sao em khóc? Anh ơi, anh Thắng anh bỏ em đi rồi. Sao? Anh đi mà không nói với em một lời từ biệt. Xem phim cái xong rồi cái thằng nhân vật chính nó chết cái xong khóc, buồn khóc phải không? Không phải. Anh Thắng ở khu nhà trọ kế bên xóm mình á. Thắng ở khu nhà trọ. Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy. Tại sao cô phản bội tôi? Đào Hoa, tại sao cô đi lén phén với thằng Thắng? Tại sao? Anh ơi, anh đi kiếm thằng Thắng về cho em đi. Nếu mà không có anh Thắng, em chết mất, em chết mất anh ơi. Bỏ đi. Tôi chưa thấy cái lời đề nghị nào mà nó khiếm nhẹ như vậy. Tôi là chồng cô, vậy mà cô còn bắt tôi đi kiếm thằng người tình cho cô nữa. Trơ trẽn. Ủa, ai là người tình của em vậy anh? Thằng Thắng với thằng Niêu. Nó bỏ cô đi, giờ cô buồn cô khóc đúng không? Anh Thắng người tình em hồi nào? Anh Thắng anh thiếu tiền em, anh chưa có trả. Anh dọn nhà đi mất tiêu rồi. Đi kiếm nó liền. Đi kiếm thằng Thắng liền, nó thiếu bao nhiêu? 1 triệu lận. Một triệu anh đi kiếm nó liền. Nghĩ làm sao mà thiếu 1 triệu?
Nhưng mà tại làm treo em cho nó mượn 1 triệu. Tại sao? Thì anh nói với em là má anh bệnh, em thấy thương quá cho nên em cho mượn tiền. Tôi không tin. Cô đừng có ngụy biện. Cô thương nó, cô cho nó mượn tiền đúng không? Có đâu. Không có cái gì. Trời ơi, anh sao vậy? Sao ông nào anh không có tin em gì hết à? Em đâu có chỉ cho một mình anh Thắng mượn đâu. Em cho nguyên cái khu trọ bệnh mượn mà. Chị Năm nè, chị Bảy, chú Ba, thím Tám, chị Liêm. Ai cần tiền em cho mượn hết mà. Đầu tiền đâu cô cho nó mượn. Tiền anh đưa em để dành á. Đó, chú thấy chưa? Chú thấy con vợ con nó kỳ chưa? Đâu có đâu chú, con thấy trong chuyện này á, chị Dung là người phụ nữ rất là nhân hậu. Khen kìa. Khen cái gì mà khen? Bà ơi là bà có cái đầu mà không có cái não hả bà? Có chứ chú, có con bé sống được chứ. Có mà không biết suy nghĩ, làm chuyện tào lao, bao đồng, hiểu không? Đó, mày làm vậy rồi giờ người ta lại người ta đòi tiền chồng mày mấy chục triệu. Tiền ở đâu nó trả, không biết thương chồng hả? Con có cách rồi. Nè, anh mở ra đi. Em còn giấu tiền trong này đúng không? Không có, tiền em cho mượn hết rồi. Cái mở ra làm gì? Mình gom đồ bỏ trốn, dọn dọn nhà trốn. Không có được đâu. Không có trốn được đâu em ơi. Tại vì bây giờ giang hồ nó nhiều lắm. Mình trốn đâu nó cũng bắt được hết. Có thể nó bắt được mình cái xong rồi nó thấy mình bỏ trốn nó ghét quá, nó chặt cánh tay cánh chân của mình hả em, hiểu không? Không nên bỏ trốn. Vậy anh có cách khác hả? Anh có cách khác đâu, em yên tâm đi. Anh là người chồng của em, anh sẽ lo cho em. Anh có cách. Anh ơi. Cái gì vậy? Vậy là anh sẽ hy sinh cánh tay này cho tụi nó chặt để mà mình trừ nợ phải không anh? Anh hy sinh cao thượng quá. Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Bà bị điên hả bà nào? Nghĩ xem mà để nó chặt cánh tay của tôi. Chứ anh nói anh có cách khác. Cách khác có nghĩa là bây giờ em đi qua từng nhà, em đầu cái số nợ đó giờ. Em đưa cái số nợ đó cho anh. Anh trẻ cho cái tụi giang hồ là anh sẽ không bị chặt cánh tay cánh chân, em hiểu không? Em hiểu, em đi lẹ lên. Đi đòi nợ. Ừ. Mà anh ơi, em đi đòi nợ vậy không được đâu. Người ta đánh giá em không ra gì hết á. Rồi người ta đánh giá anh không ra gì luôn. Tại vì có một người vợ không ra gì á. Rồi cánh tay của anh sẽ ra cái gì? Đọc xeo. Thôi em đòi nợ đâu, kỳ lắm. Không đòi nợ. Em không đòi, anh đi đòi. Anh làm gì vậy? Tiền em đã cho mượn, không được đòi. Đâu làm sao lấy lại cái số nợ đó? Khi nào người ta muốn thì người ta trả. Vợ ơi là vợ. Alo, công an phường phải không ạ? Dạ. Chú nè, chú Hai Tèo. Không, Tèo chứ không phải Tèo. Tôi báo cáo cho mấy anh nha. Ở dưới khu phố tôi bây giờ á, là nổi lên một cái chuyện á, là cá độ đá banh thua tới mấy chục triệu đó. Rồi á hả, chủ nợ á, nó kéo bầy đàn tới đây như là linh cẩu vậy đó. Nên nó xả thịt con nợ ra, rồi nó chia nhau nó ăn, nó chui vô trong ruột á, nó ăn gan, ăn phèo, ăn phổi, máu tuôn ra. Trời ơi, bầy đàn nó dây quanh, mỗi con cắn miếng. Ta nói thấy ghê lắm. Không, tôi đang nói chuyện khu phố tôi chứ không phải là chuyện Discovery. Thế là tôi ơi. Tôi. Gì vậy chú Hai? Chết rồi con ơi. Trời ơi, sắp có một trận chiến long trời lỡ đất xảy ra trong cái quán của mình. Trời ơi, nơi đây sẽ thành binh địa con ơi. Thôi chết rồi. Nhưng mà lý do tại sao lại vậy? Con nhớ cái thằng hồi sáng mà mình đánh nó không? Ừ, thằng giang hồ. Ờ, bây giờ nó đã quay trở lại. Chú ơi, bây giờ phải làm sao? Trốn đi con ơi. Tới, chú cho bà nhanh lên. Tới. Hải đâu? Tôi không phải vợ anh Hải. Tôi là khách uống cà phê. Chào chị.
Ê mà khoan đã, uống cà phê đem vali theo làm gì? À ha, uống cà phê đem vali theo làm chi? À, sẵn lát đi du lịch. Tôi biết chị là ai rồi. Chị là Dung, búp bê bị hư. Trời ơi, cái nickname này chỉ có mình chồng tôi mới biết. Mà giờ anh biết luôn, anh điều tra kỹ dữ vậy hả? Anh ơi, không mấy thôi giờ vậy nè. À, anh thấy cái quán cà phê này không? Đẹp không? Tôi thế chấp cho anh đó. Tôi là chủ cái quán này. Anh cứ vô anh sở hữu quán này đi đó. Anh vô trong quầy này anh đếm tiền đi nha. Cái gì? Chủ quán hả? Đứng lại. Bà chỉ là cái người mướn phòng trọ ở đây thôi. Tôi biết hết đó. Vậy anh thấy cái phòng tôi ở đẹp không? Không ấy anh lên đây anh ở đi. Tôi không có giỡn với chị nha. Bây giờ chị có kêu thằng Hải ra cho tôi không? Không là tôi chặt đứt cánh tay chị bây giờ, tin không? Giờ sao? Anh Hải, muốn cái gì? Anh Hải, anh mày muốn cái gì? Mày ngồi xuống đây. Cái gì vậy? Ông mấy đừng quýnh rồi được chú. Say chú quýnh rồi là còn bị lông não nữa chú. Vậy sao mày còn dám quay lại? Quay lại nó mày đâu? Mấy chục con, khai ra. Cả đời tao lấy hết gan dạ ra để bắt thằng giang hồ như mày nha. Gan lắm á. Gan quá, mày trở lại đây. Con không có đi một bài, con đi có mình con à. Với cái thằng kia kìa. Hải ơi, cứu tao Hải ơi. Tự nhiên mày chỉ chi vậy ông nậu? Hải. Đừng có sợ. Nó nghe, đừng sợ nữa. Em nói này, cái này là chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu lầm là sao? Làm cái gì? Con có nghĩa là thằng này không phải là giang hồ, thằng này là bẹn con chú. À, tại vì con vợ con nó cứ lấy cái tiền của nhà con rồi đi cho đi mượn hoài à. À, ủa vậy á hả? Vậy đúng rồi. Hèn gì? Vậy là con đóng vai thằng giang hồ hả? Dạ, nãy giờ con đóng không mà chú ơi. Trời ơi, con sao mày đóng hay dữ dội vậy? Có đi học diễn viên không mà đóng hay quá vậy con? Trời ơi, tội nghiệp nó quá, làm bị đánh sái não luôn. Anh sao anh có thể đối xử với em như vậy được chứ? Biết là con có lòng tốt, con muốn giúp người ta đúng không? Nhưng mà giúp ở trong cái khả năng của mình thôi. Chứ vượt cái khả năng của mình á là gây ra nhiều cái rắc rối nữa, hiểu chưa? Đó, con làm vậy nè, rồi thằng chồng con á nó phải nghĩ cách ra, thấy không? Là tội nghiệp chồng con không? Rồi xong rồi nghĩ ra kêu cái thằng này tội nó quá, sáng giờ con bị đánh tội quá trời phải không con? Trời ơi, đánh nó muốn lông não luôn, đánh đau không con? Dạ cũng không đau lắm chú, nhưng mà để con quýnh thử cho chú biết cảm giác nha. Đúng rồi, thử đi chứ đó giờ tao đánh ta không à. Ôi trời thật ơi, bà nội cha mày đánh thiệt không à trời? Mày đánh giả giả thôi là tao cảm nhận được rồi. Nhưng mà con cũng có lòng tốt. Con á muốn giúp bạn, con phải tìm cái cách nào nó hoàn hảo. Chứ làm cái kiểu này á, lỡ như con bị bắt hoặc là con bị đánh thì sao? Hiểu không? Tao nói đàng hoàng vậy mà mày liếc ai? Con dòm chú chứ con đâu liếc chú đâu. Nó dòm nó đâu liếc đâu, quen miệng. Cái này mới liếc nè, mày liếc ai? Vừa yêu luôn bên ta.